様です。và hôm nay chúng ta là mình đã tổ chức một cái giải, và đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức cái giải này, một giải là chạy vì sức khỏe. Mục tiêu của cái ban tổ chức cái giải là chúng ta sẽ có một sức khỏe thật tốt để luôn luôn cống hiến cho công ty được nhiều hơn, cống hiến cho gia đình được nhiều hơn. Tại vì các bạn biết là thời gian gần đây rất nhiều các bạn trẻ đang bị có hiện tượng là đột quỵ vì không có sức khỏe. Chính vì thế là mình rất là mong ban tổ chức của công ty rất là mong là chúng ta luôn luôn có sức khỏe dồi dào để làm sao có thể là tốt, phục vụ được tốt nhất đầu tiên cho gia đình chúng ta, và chúng ta sẽ góp được nhiều hơn trong công ty, rất là xã hội. Chính vì thế là hôm nay có một cái giải rất là thành công, chúng ta đã có đến 90 bạn tham gia, và các bạn trẻ rất nhiệt tình, trong đó có hai bạn nhỏ. Và tôi thấy là từ các bạn nhỏ đấy đã có những cái tinh thần và thể dục thể thao đến, thì chúng ta sẽ hàng ngày, mỗi ngày chúng ta nên chạy đi bộ 1 cây, 2 cây, 3 cây, và chúng ta sẽ có những các mục tiêu hàng tháng. Thì mình rất là mong sau cái buổi ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng tham gia vào cái câu lạc bộ chạy an ninh của công ty Kinh Anh, để các bạn có thể cái cài Strava và đăng ký để tham gia câu lạc bộ. Các bạn sẽ có rất nhiều những cái lợi ích ở trong đó, rất nhiều giải thưởng và rất nhiều sự quan tâm của tất cả các bạn thành viên khác ở trong công ty, đặc biệt là các bạn nữ. Một em đang xinh đẹp luôn chăm sóc các bạn. Khi các bạn chạy không đạt target thì các bạn sẽ phải nộp tiền, và em đấy cũng luôn các bạn là các bạn phải chạy để các bạn rất là nộp tiền. Và bây giờ mình xin công bố để đỡ mất thời gian của mọi người, và mình xin mời sếp AB sẽ lên cùng mình trao giải cho các bạn đã đạt giải trong giải chạy ngày hôm nay. Xin mời sếp AB. Mình xin công bố giải 3 km trước. Người đứng vị trí số 3 là Inomata. Xin lỗi Inomata. Xếp từ năm 2 tuổi. Xếp từ năm 2 tuổi. Năm 2 tuổi. Khỏe quá. 51 nhưng mà Việt Nam ô Việt Nam là 52 tuổi, chúc mừng! Biết luôn tuổi ngũ. Tôi đã 51 tuổi. Tôi đang học tìm đi. Đây, hôm nay là cái buổi đầu tiên mà tham gia cái giải này nên là rất là cảm thấy rất hạnh phúc ấy. Nên là mình rất là vui phấn chấn, cố gắng rất là nhiều. Thì mọi người cần phải cố gắng hơn nữa, đừng để mà thua vào ông già 51 tuổi nhé. ちょっと今日は全部良かったかなと思います。おお、高かった。チェック。
quan trọng là giải nhất của giải của bạn cự ly 3 km. Xin mời bạn Nguyễn Giang Tú, Khoa Hà Nội. Có step 5 cực kỳ nguy hiểm, tốc độ là như gió. Em số 1 này, thay sáu số 1 này, số 1. Chúc mừng. Và vì đó mỗi người xong rồi bạn một chén. Và đến nhà mọi người. Hãy chúc mừng số 1 nha. Chúc mừng chú, chúc mừng lên lên. Và bây giờ mình xin được phép công bố giải 5 km, giải 3 thuộc về bạn Khánh ở Hà Nội. Xin mời bạn Khánh. Hiệu nó chạy như thế này, người nào chạy.
Xin chào tất cả các anh, các chị và mọi người. Mình tên là Liêm. Hôm nay mình 40 tuổi. Mình làm ở khu phố Phan Công Trường. Em xin mời nhé. Em là giáo viên nhé. Phong trường an toàn nhé. Cố lên nhé. Ấy, chúc mừng sống mắt nha. Tiếp theo còn hai giải. Hai giải này là đặc biệt cho hai bạn nhỏ là mầm xanh của phụ tin, tức là các bạn đấy sau này sẽ là người sẽ thay mặt tất cả chúng ta ở đây sẽ vào công ty và có thể các bạn đấy sẽ làm giám đốc của công ty tương lai sau này. Và các bạn đấy rất chịu khó là trau dồi sức khỏe của các bạn và bạn đấy chạy đã hoàn thành 3 km. Và mình xin mời bạn Tùng Bi, Quang Bố Thích và bạn Phong Bố Ai, xin mời hai bạn lên trên này để nhận cái giải thưởng kích lệ tinh thần thể dục thể thao của các bạn. Xin mời hai thanh niên lên đây. Hai thanh niên lên đây. Xin chân thành cảm ơn.